Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta đang học chương 6 của giáo trình Editor A2. Và trong bài trước, chúng ta đã học một bài ngữ pháp nói về so sánh tuyệt đối, le superlative. Và nếu chúng ta đối chiếu với so sánh tương đối, thì phần so sánh tuyệt đối nó có một chút đặc biệt, nó khác biệt, chúng ta cần phải để ý. Do đó trong bài này, chúng ta sẽ ôn lại so sánh tuyệt đối và chúng ta làm một số bài tập. À, đây là bảng tóm tắt về các công thức để thành lập superlative. Chúng ta muốn thành lập superlative thì chúng ta chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là superlative the superiority. Chúng ta biểu trưng bằng dấu cộng, tức là so sánh tuyệt đối hơn. Và loại thứ hai, superlative the inferiority, so sánh kém, chúng ta biểu trưng bằng dấu trừ, không có dấu bằng. Đó là điều đặc biệt. Điều đặc biệt thứ hai là khi chúng ta so sánh tuyệt đối tính từ và trạng từ thì chúng ta dùng mạo từ le, la, lê đi với lui, hoặc là le, la, lê đi với moi. Trong khi chúng ta so sánh danh từ thì chỉ có một mạo từ le plus de đi với danh từ, phía sau này là danh từ, hoặc là le moins de, phía sau này là danh từ. Để chúng ta thấy không có la và lê giống như là so sánh tính từ và trạng từ, chỉ có duy nhất là le. So sánh động từ cũng như vậy, chúng ta để động từ và le plus, không có la lê giống như tính từ. Động từ đi với le moins, không có la lê giống như tính từ. Đó là hai điều chúng ta cần phải để ý. Ngoài ra, chúng ta cần lưu ý thêm một số điểm. Điểm thứ nhất, superlative của tính từ bon, bon là le, la, le mieux, hoặc là meilleur. Và chúng ta thấy là mieux là đi với trạng từ, hoặc là meilleur thì đi với tính từ. Tốt nhất, le là le meilleur. Meilleur. Nếu mà le thì meilleur, nếu mà feminine chúng ta thêm o, và nếu là số nhiều chúng ta thêm s. Còn đi với trạng từ thì là mieux. Ở đây cũng như vậy, nếu mà so sánh tuyệt đối của mauvais là một tính từ phản nghĩa với bon, bon là tốt, mauvais là xấu, thì chúng ta dùng le, la, lê đi với pire, và đây cũng là pire. Đó là lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai là chúng ta có một số so sánh tuyệt đối superlative, chúng ta gọi là absolute, tuyệt đối. Ví dụ, très là rất, bien là rất là nhiều, extrêmement là cực kỳ, archi, super, hyper, vân vân là siêu, tức là cũng là rất. Đó là lưu ý thứ hai. Lưu ý thứ ba khá đặc biệt. Với các adjective được đứng trước danh từ thì có hai cách thành lập superlative. Chẳng hạn chúng ta thấy tính từ grand, đất nước to lớn nhất, le plus grand pays, hoặc là le pays le plus grand. Chúng ta thấy tính từ grand được phép đứng trước, và chúng ta có hai cách thành lập superlative, le plus grand pays hoặc là le pays le plus grand. Đó là một số điểm lưu ý khi chúng ta thành lập superlative. Chúng ta nhìn lại cái bảng này, đặc biệt là ở tính từ và trọng từ có le, la, lê, ở danh từ và động từ thì chỉ có mình chữ le, không có la, lê. Và so sánh của bon là meilleur hoặc là mieux, so sánh của mauvais là pire hoặc là pire. Và đặc biệt là các tính từ được phép đứng trước danh từ thì chúng ta có hai cách thành lập. Cách thành lập thứ nhất, le plus grand pays, hoặc là le pays le plus grand. Và sau đây chúng ta làm một số câu bài tập. Bài tập số 1, người ta yêu cầu chúng ta trả lời các câu hỏi theo mẫu sau đây. Répondez à la question comme dans l'exemple. Theo cái ví dụ, và ví dụ là như sau. Đây là một câu hỏi. C'est une grande ville. Đây có phải là thành phố lớn không? Và người ta gợi ý cho chúng ta dấu cộng thì chúng ta bảo đúng rồi, đây là thành phố lớn nhất. Oui, c'est la ville la plus grande. Là cái thứ hai, c'est la plus grande ville des villes. Ở đây chúng ta thấy giống như ở câu ví dụ bên trên, tính từ grand được phép đứng trước danh từ. Được phép đứng trước, thành ra chúng ta có hai cách để thành lập superlative. Câu hỏi thứ nhất, c'est une église ancienne. Đây có phải là một ngôi nhà thờ cổ hay không? Và người ta gợi ý cho chúng ta là dấu cộng. Là trước khi làm bài này thì chúng ta cũng nhắc lại là tính từ ancien được phép đứng trước hoặc là đứng sau danh từ. Nếu đứng trước thì mang một nghĩa khác, và nếu đứng sau thì mang một nghĩa khác. Tôi lấy ví dụ như là
xe. Bây giờ chúng ta để đứng trước đi, xe mô non xin école, hoặc là xe une école ancienne. Chúng ta thấy tính từ ancienne ở trong câu này nó đứng trước danh từ xe mô non xin école, ở trong câu sau thì lại đứng sau danh từ xe une école ancienne, và nghĩa nó khác. Đây là trường cũ của tôi, trước đây tôi học trường này, bây giờ tôi học trường khác, đây là trường cũ của tôi. Trong khi ở bên này, đây là một ngôi trường cổ, cũ xưa và cổ nó khác. Trong trường hợp này thì chúng ta dùng tính từ ancien đi phía sau, tức là một ngôi nhà thờ cổ, chúng ta không dùng trường hợp phía trước. Thì với trường hợp phía sau thì chúng ta chỉ có một cách nói, đây có phải là ngôi nhà thờ cổ không? Thì chúng ta trả lời rằng, đúng rồi, đây là ngôi nhà thờ cổ nhất. Oui, c'est la c'est l'église la plus ancienne. Đây là ngôi nhà thờ cổ nhất. Đó là câu trả lời. Oui, c'est l'église la plus ancienne. Câu số 2. C'est un hôtel confortable. Confortable là tiện nghi. Đây có phải là một khách sạn tiện nghi không? Và người ta gợi ý cho chúng ta là dấu trừ. Thì chúng ta trả lời là đây là có phải là một khách sạn tiện nghi không? Chúng ta bảo không, không phải. Đây là xe lô tel. Đây là một khách sạn thiếu tiện nghi nhất. Le moins confortable. Le moins confortable. Chúng ta để ý, hôtel là một danh từ giống đực. Do đó chúng ta dùng le. Ở trên école là một danh từ giống cái. Chúng ta dùng là. Để danh từ giống đực, chúng ta dùng le. C'est un élève sérieux. Đây là một học sinh nghiêm túc phải không? Và người ta gợi ý chúng ta là dấu cộng. Đúng rồi. Oui, đây là học sinh. C'est l'élève. Đây là un élève, danh từ giống đực. C'est l'élève le plus sérieux. Đây là em học sinh nghiêm túc nhất. C'est l'élève le plus sérieux. Và chúng ta dùng mạo từ le là bởi vì đi với danh từ giống đực un élève le plus sérieux. C'est une bonne proposition, và người ta gợi ý cho chúng ta là dấu cộng. Và chúng ta để ý bon là một tính từ đặc biệt, nó có superlative là meilleur. C'est une bonne proposition. Chúng ta trả lời là oui. C'est la meilleure solution. Đây là giải pháp tốt nhất. C'est la meilleure. Đi với một danh từ giống cái, chúng ta dùng mạo từ là. C'est la meilleure solution. Và chúng ta nhắc lại, so sánh tuyệt đối của bonbon là meilleur. C'est un restaurant cher. Cher là đắt đỏ. Đây là một cái nhà hàng ăn đắt đỏ phải không? Chúng ta trả lời là bằng dấu trừ. Đây là nhà hàng ăn đắt đỏ phải không? Không. Không, không có đắt. No, c'est le restaurant. Và chúng ta dùng le, đây là le. C'est le restaurant le moins cher. Le moins cher là ít đắt nhất, tức là rẻ nhất. Le moins cher. Đi với danh từ masculine, chúng ta dùng mạo từ le. C'est le restaurant le moins cher. Ce sont des décisions difficiles. Đây là những quyết định khó khăn phải không? Chúng ta trả lời là đúng rồi. Đây là những quyết định khó khăn nhất. Oui, ce sont des décisions. Đây là những quyết định. Và ở đây là danh từ số nhiều. Chúng ta dùng les plus difficiles. Oui, ce sont des décisions les plus difficiles. Đây trước là một danh từ giống số nhiều, chúng ta dùng mạo từ lê. Bài tập số 2. Compléter en utilisant le superlatif d'un adjectif, d'un verbe, d'un adverbe ou d'un nom.
Fête des changements nécessaires. Các bạn hãy điền vào chỗ này bằng những cái so sánh tuyệt đối của tính từ, của động từ, của trạng từ, của danh từ. Và chúng ta cần thay đổi. Nếu có cần thay đổi, chúng ta thay đổi. L'été est la saison chaud. Mùa hè là một mùa nóng và chúng ta cần phải đổi. Saison là một mùa féminin, chúng ta phải đổi ra. Mùa hè là mùa nóng nhất trong năm. L'été est la saison la plus chaude de l'année. La plus chaude de l'année. L'été est la saison la plus chaude de l'année. Chúng ta dùng là bởi vì đi trước là một danh từ féminin. Le football et le rugby sont des sports. Bóng đá và bóng chày là những cái môn thể thao phổ biến nhất, bình dân nhất ở bên Pháp. Ở đây chúng ta thấy có danh từ giống số nhiều. Ce sont les plus populaires en France. Le football et le rugby sont les sports les plus populaires en France. La Ferrari, Ferrari là một siêu xe đó. Ferrari là một cái xe mà tôi thích nhất. Ở đây chúng ta thấy là đi với động từ thì chúng ta chỉ có một cách là le plus. Phát âm là plus và phải dùng le, không có la, không có le, bởi vì nó đi với một động từ, so sánh động từ, tuyệt đối của động từ. La Ferrari est la voiture que j'aime le plus. C'est Marie qui chante bien et Pierre qui chante. À, đây chúng ta thấy có bien là adverb và đây là dấu trừ, dấu cộng. Thì chúng ta dùng như sau. C'est Marie qui chante le moins bien. Et Pierre, tôi xin lỗi, tôi đánh lại. Le moins bien. Et Pierre qui chante le mieux. Ở đây chúng ta để ý trước hết là phải là le, bắt buộc phải là le, bởi vì đi với động từ, chúng ta không có để ý tới chủ từ. Marie là feminine, chúng ta vẫn dùng le. Pierre là masculine, chúng ta cũng dùng le. Đó là điều lưu ý thứ nhất. Điều lưu ý thứ hai là bien này, nhưng mà so sánh tuyệt đối về superiority của bien là le mieux, còn inferiority của bien thì chúng ta không có cách nào khác, phải dùng le moins bien. C'est Marie qui chante le moins bien. Chúng ta không có cách nào khác. Trong khi c'est Pierre qui chante, người ta không là le plus bien. Ở đây le moins bien thì đó là bên này phải le plus bien, mà người ta không nói là le plus bien, mà người ta dùng le mieux. Approchez-vous, hãy tới gần. Vite là một trạng từ, và ở đây chúng ta thấy là possible là đi với. Approchez-vous le plus vite possible. Le plus vite possible. Chúng ta bắt buộc phải dùng le bởi vì đi bổ nghĩa cho một động từ. C'est le film qui a eu. Đây là một danh từ, chúng ta cũng dùng. C'est le film qui a eu le moins de succès. Đây là cuốn phim ít thành công nhất. Le musée renferme, cái viện bảo tàng này thì nó chứa những cái tác phẩm vẽ, những tranh vẽ đẹp nhất của họa sĩ này. Peintre là một họa sĩ, tableau là một tranh vẽ. Và đây chúng ta thấy có dấu cộng, tức là les plus beaux. Ce musée renferme les plus beaux tableaux de ce peintre. Viện bảo tàng này chứa được những tác phẩm, những tranh vẽ đẹp nhất của người họa sĩ này. C'est pâtisserie, tiệm bánh ngọt này bán những cái bánh gato ngon nhất của thành phố. Và chúng ta thấy superlatif của tính từ bon là les meilleurs. Vend les meilleurs gâteaux de la ville. Le bleu est la couleur que j'aime. Màu xanh là cái màu mà tôi thích ít nhất. Ở đây là dấu trừ le moins. C'est le samedi où il y aura. Thứ bảy là cái ngày mà sẽ có nhiều xe hơi nhất ở trên các con đường. Qui aura le plus de.
so sánh danh từ, đây là so sánh danh từ circle, voiture, và so sánh tuyệt đối chúng ta dùng le plus de voiture. C'est la voiture, đây là cái xe ít đắt nhất ở trên thị trường. Marché là thị trường, không phải là ngôi chợ. Đây là trên thị trường, đây là cái xe ít đắt nhất, tức là rẻ nhất. Ở người Pháp người ta không nói rẻ, người ta nói là ít đắt nhất. C'est la voiture la moins chère. Chúng ta phải thay đổi, và đây là tính từ, thì chúng ta phải đổi theo danh từ đi trước. Thì danh từ đi trước là một danh từ feminine, chúng ta dùng xe, xe, và dùng la đi với la, le, la, le đi với danh từ. Đây danh từ giống cái, chúng ta dùng la. C'est la voiture la moins chère du marché. Le cancer est, bệnh ung thư thì rất là cái bệnh tệ nhất trong các cái bệnh. Le cancer est la pire des maladies. Est la pire. Đây một, tôi xin lỗi, đây là le. À, tôi xin lỗi, đi với la maladie. Đi với maladie, không có đi với danh từ đi trước. Đây là cái bệnh tệ nhất. Maladie là một danh từ feminine, chúng ta dùng la. Le cancer est la pire des maladies.